Ông luyện 120 tình huống mô phỏng lái xe. Hướng dẫn xử lý 60 tình huống khó. 60 tình huống có trong video này. Chương 1: 04, 05, 08, 13, 14, 16, 18, 26. Chương 2: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42. Chương 3: 44, 45,

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117. Các bạn lưu ý, trong phần mô tả bên dưới video này, mình đã phân đoạn mốc thời gian cho từng tình huống cụ thể. Các bạn chỉ việc bấm vào mốc thời gian, dãy số màu xanh ghi ở đầu mỗi tình huống có trong video để truy cập nhanh đến tình huống đó, ngoài ra cũng nhằm giúp các bạn dễ nhớ học nhanh, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Trong phần mô tả của mỗi video, mình có để các đường link hỗ trợ gồm link tải hình ảnh các tình huống có trong video để tham khảo khi thực hành và link video hướng dẫn cách ôn luyện bài thi mô phỏng. Mong các bạn đừng bỏ qua. Tình huống số 4, chương 1 nhớ điểm căng là khi vạch làng đi bộ sang đường vừa chạm chân kính trắng gió chú ý vạch trắng làng đi bộ sang đường bên kia ngã tư và chân kính trắng gió nhấn phím cách khi vạch làng đi bộ sang đường vừa chạm chân kính trắng gió Tình huống số 5, chương 1 Nhớ điểm căng là khi gốc trong của hai bảng màu đỏ vừa chạm nhau. Chú ý, hai bảng màu đỏ phía trước. Nhấn phím cách khi gốc trong của hai bảng màu đỏ vừa chạm nhau. Tình huống số 8, chương 1 Nhớ điểm căng là khi vạch làng đi bộ sang đường, sắp khuất chân kính chắn gió. Chú ý, vạch làng đi bộ sang đường phía trước và chân kính chắn gió của xe. Nhấn phím cách, khi vạch làng đi bộ sang đường, sắp khuất chân kính chắn gió. Tình huống 13, chương 1. Nhớ điểm căng là khi đầu xe con vừa chạm cạnh trái màn hình. Chú ý, xe con ngược chiều phía trước và cạnh trái màn hình. Nhấn phím cách khi đầu xe con vừa chạm cạnh trái màn hình. Tình huống 14, hãy nhớ, bạn có thể nhấn phím cách trễ hơn, chứ không được nhấn sớm hơn điểm căng hướng dẫn. Nhớ điểm căng là khi gốc thân cây nghiêng chạm cột A. Chú ý, thân cây đứng nghiêng phía trước và cột A. Nhấn phím cách khi gốc thân cây nghiêng chạm cột A. Tình huống 16, chương 1, nhớ điểm căn là khi bánh trước xe con đỏ vừa chạm cột A. Chú ý, xe con màu đỏ ngược chiều và cột A. Nhấn phím cách khi bánh trước xe con đỏ vừa chạm cột A. Tình huống 18, chương 1. Nhớ điểm căn là khi người phụ nữ vừa đi khuất cạnh trái màn hình. Chú ý, người phụ nữ đi bộ và cạnh trái màn hình. Nhấn phím cách khi người phụ nữ vừa đi khuất cạnh trái màn hình. Tình huống 26, chương 1, nhớ điểm căn là khi góc vuông giữa hai tòa nhà sắp khuất vào góc trên kính chắn gió. Chú ý, góc vuông giữa hai tòa nhà và góc trên kính chắn gió của xe. Nhấn phím cách khi góc vuông giữa hai tòa nhà sắp khuất vào góc trên kính chắn gió. Tình huống 30, nhớ điểm căn là khi thấy rõ toàn thân con bò thứ hai. Lưu ý nhận diện tình huống để không nhầm lẫn với tình huống 31. Tại giây thứ 6, các bạn sẽ thấy hình mờ của hai con bò, phía bên phải đóng rơm. Chú ý, khi biển báo qua khuất cạnh phải màn hình, sẽ có hai con bò xuất hiện ở phía trái đóng rơm bên phải, nhấn phím cách khi thấy rõ toàn thân con bò thứ hai. Tình huống 31, nhớ điểm căng là khi cột A che khuất 3 phần tư đóng rơm đầu tiên lưu ý nhận diện tình huống để không nhầm lẫn với tình huống 30. Tại giây thứ 7, các bạn sẽ thấy bóng mờ của một con bò, phía bên phải đóng rơm. Chú ý, đóng rơm đầu tiên bên trái đường và cột A. Nhấn phím cách khi cột A che khuất, 3 phần tư đóng rơm đầu tiên. Tình huống 32, chương 2 Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 33. Ở tình huống 32, cảnh chiều tối, có ô tô ngược chiều. Chú ý, góc dưới bức tường rào màu vàng và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách, khi góc dưới tường rào chạm đỉnh tạp lô xe, tình huống 33, chương 2. Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 32. Ở tình huống 33, cảnh ban ngày, trời nắng, không có ô tô ngược chiều. Nhớ điểm căng là khi góc tường nhà vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, góc tường nhà cao phía trước và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi góc tường nhà vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 36, chương 2. Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 37. Ở tình huống 36, có ô tô ngược chiều. Nhớ điểm căng là khi người phụ nữ ở trên gương chiếu hậu. Chú ý, người phụ nữ đi xe đạp và gương chiếu hậu của xe. Nhấn phím cách khi người phụ nữ ở trên gương chiếu hậu. Tình huống 37, chương 2 Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 36. Ở tình huống 37, không có ô tô ngược chiều. Nhớ điểm căng là khi xe máy vừa rẽ phải, bánh trước sắp chạm tường rào. Chú ý, xe máy phía trước sẽ rẽ phải. Nhấn phím cách khi xe máy vừa rẽ phải, bánh trước sắp chạm tường rào. tình huống 39, chương 2. Nhớ điểm căng là khi chân cột điện vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, cột điện ở đầu giải phân cách và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi chân cột điện vừa chạm cạnh phải màn hình. tình huống 41, chương 2. Nhớ điểm căn là khi gốc cây ở góc đường vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, gốc cây ở góc đường và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi gốc cây ở góc đường vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 42, chương 2. Nhớ điểm căng là khi xe máy đến giữa hai cột đèn màu đen. Chú ý, xe máy ở hướng đường bên phải và hai cột đèn màu đen ở góc ngã tư. Nhấn phím cách khi xe máy đến giữa hai cột đèn màu đen. Tình huống 44, chương 3 Nhớ điểm căng là khi chân kính chắn gió, sắp che khuất vũng nước Chú ý, vũng nước dưới mặt đường và chân kính chắn gió Nhấn phím cách khi chân kính chắn gió, sắp che khuất vũng nước Tình huống 45, chương 3 Lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa hai câu 45 và 53. Đây là tình huống 45, phía trước có hai xe con và xe tải vượt lên từ phía sau. Nhớ điểm căng là khi biển báo thứ hai vừa chạm góc gương chiếu hậu. Chú ý, bỏ qua biển báo 60, điểm căng là biển báo thứ hai và góc gương chiếu hậu trong xe. Nhấn phím cách khi biển báo thứ hai vừa chạm góc gương chiếu hậu. Tình huống 46, chương 3 Nhớ điểm căng là khi cột A ở giữa thân xe con màu trắng chú ý, xe con trong gương chiếu hậu vượt lên, và cột A. Nhấn phím cách, khi cột A, ở giữa thân xe con màu trắng. Tình huống 49, chương 3 nhớ điểm căng là khi chân cột đèn vừa chạm cột a chú ý cột đèn đứng gần giá long môn và cột a nhấn phím cách khi chân cột đèn vừa chạm cột a Tình huống 53, chương 3 Lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa hai câu 45 và 53. Đây là tình huống 53, phía trước có hai xe con và một xe tải. Nhớ điểm căng là khi biển báo 60 vừa chạm góc gương chiếu hậu. Chú ý, biển báo 60 phía trước và góc gương chiếu hậu trong xe. Nhấn phím cách khi biển báo 60 vừa chạm góc gương chiếu hậu. Tình huống 54, chương 3 Nhớ điểm căng là khi đầu xe tải vừa che khuất tàn cây. Chú ý, tàn cây thấp phía xa và đầu xe tải, nhấn phím cách khi đầu xe tải vừa che khuất tàn cây. Tình huống 62, chương 3 Nhớ điểm căng là khi ô cửa vừa chạm cạnh phải màn hình. chú ý ô cửa tòa nhà bên phải và cạnh phải màn hình nhấn phím cách khi ô cửa vừa chạm cạnh phải màn hình Chú ý, câu 63 là tình huống chiếc xe tải đi ngang đàn bò, ở rất xa tầm mắt, rất khó xác định điểm căng, nên đa số làm bài chỉ dựa vào sự mây rủi. Vì vậy, để đạt được kết quả chính xác theo điểm căng của mình, các bạn phải theo dõi sự di chuyển của ba cột đèn đầu tiên, phía bên phải, ngay từ khi video bắt đầu khởi chạy. Nhớ điểm căng là khi cột đèn thứ ba sắp chạm gương chiếu hậu. Chú ý, cột đèn thứ ba và gương chiếu hậu trong xe. nhấn phím cách khi cột đèn thứ ba sắp chạm gương chiếu hậu. Lưu ý, nhận diện để phân biệt hai tình huống tương tự, 65 và 70. Đây là tình huống 65, có sương mù, hành lang bên trái có nhiều cây năm ô tô ngược chiều sáng đèn. Nhớ điểm căng là khi biển báo xuất hiện và lùm cây bên trái vừa chạm cột A. Chú ý, sẽ có một biển báo xuất hiện bên phải, điểm căng là lùm cây đứng trước gương lội và cột A. Nhấn phím cách khi biển báo xuất hiện và lùm cây bên trái vừa chạm cột A. tình huống 66, chương 4, nhớ điểm căng là khi trụ cổng rào vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, trụ cổng rào và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách, khi trụ cổng rào vừa chạm cạnh phải màn hình. tình huống 68. Đường bằng phẳng, nhiều sương mù, hai bên đường có nhiều cây. Nhớ điểm căng là khi đèn xe ngược chiều xuất hiện và chân trụ gương lồi sắp chạm cột A. Chú ý, gương lồi phía trước và cột A. Nhấn phím cách khi đèn xe ngược chiều xuất hiện và chân trụ gương lồi sắp chạm cột A. Tình huống 69, yêu cầu tinh mắt và nhanh tay. Nhớ điểm căng là khi điểm trắng vừa cặp cạnh phải thùng xe. Chú ý, điểm trắng mờ phía trước và cạnh phải thùng xe tải. Nhấn phím cách khi điểm trắng vừa cặp cạnh phải thùng xe. Tình huống 70, chương 4 Nhận diện để phân biệt hai tình huống tương tự, 65 và 70. Đây là tình huống 70, không có sương mù, hành lang bên trái ít cây, nằm xe ngược chiều không sáng đèn. Nhớ điểm căng là khi trụ gương lồi còn cách cột A, hai khung hàng rào. Chú ý, trụ gương lồi phía trước và cột A. nhấn phím cách, khi trụ gương lồi còn cách cột A, hai khung hàng rào. Tình huống 72, chương 4, nhận diện tình huống 72, mặt đường lề phải có nhiều hòn đá lớn, vách núi phía bên trái, nhiều sương mù nhớ điểm căng là khi đốm sáng vừa mất hoặc khi hòn đá vừa chạm đỉnh tạp lô xe. Chú ý, đốm sáng mờ phía trước hoặc hòn đá bên lề phải đường và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách khi đốm sáng vừa mất hoặc khi hòn đá vừa chạm đỉnh tạp lô xe. nhận diện tình huống 73, mặt đường và hàng rào tối màu, vách núi bên trái, sương mù nhẹ. Bỏ qua biển báo thứ nhất, điểm căng là biển báo thứ hai. Nhớ điểm căng là khi chấp biển báo, đến ngang bằng với sườn núi. Chú ý, biển báo thứ hai và sườn núi phía sau, bên phải. Nhấn phím cách, khi chấp biển báo, đến ngang bằng với sườn núi. Tình huống 75, chương 5 Nhớ điểm căng là khi chân cột đèn vừa chạm đỉnh tạp lô xe Chú ý, cột đèn phía trước và đỉnh tạp lô xe Nhấn phím cách khi chân cột đèn vừa chạm đỉnh tạp lô xe tình huống 76, chương 5, nhớ điểm căn là khi cột mốc vừa khuất cạnh trái màn hình. Chú ý, cột mốc màu trắng và cạnh trái màn hình. Nhấn phím cách khi cột mốc vừa khuất cạnh trái màn hình. Tình huống 77, chương 5 Nhớ điểm căng là khi gương cầu lội vừa chạm đuôi xe máy Chú ý, Người áo trắng đứng cạnh xe máy sát lề đường và gương cầu lồi. Nhấn phím cách khi gương cầu lồi vừa chạm đuôi xe máy. Tình huống 78, chương 5. Nhớ điểm căng là khi trụ đèn ở ngay giữa xe máy. Chú ý, người đi xe máy và trụ đèn ở góc đường. Nhấn phím cách khi trụ đèn ở ngay giữa xe máy. Tình huống 79, chương 5 Nhớ điểm căng là khi gờ giảm tốc chạm chân kính chắn gió Chú ý, gờ giảm tốc phía trước và chân kính chắn gió của xe Nhấn phím cách khi gờ giảm tốc chạm chân kính chắn gió Tình huống 81, chương 5. Nhớ điểm căng là khi góc phải gờ giảm tốc vừa chạm đỉnh tạp lô xe. Chú ý, gờ giảm tốc thứ hai ở phía trước và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách khi góc phải gờ giảm tốc vừa chạm đỉnh tạp lô xe. Tình huống 82, chương 5 Nhớ điểm căng là khi đầu trên cột điện vừa khuất cạnh phải màn hình. Chú ý, cột điện phía trước và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách, khi đầu trên cột điện vừa khuất cạnh phải màn hình. Tình huống 83, chương 5 Nhớ điểm căng là khi lùng cây che khuất mãn tường sáng Chú ý, lùng cây có thân cây to phía trước và mãn tường sáng của căn nhà Nhấn phím cách khi lùng cây che khuất mãn tường sáng tình huống 84, chương 5. Nhớ điểm căn là khi bánh trước xe tải sắp khuất vào cột A. Chú ý, bánh trước của xe tải vượt lên từ phía sau và cột A. Nhấn phím cách khi bánh trước xe tải sắp khuất vào cột A. tình huống 86, chương 5. Nhớ điểm căng là khi về trước xe máy vừa khuất cạnh phải màn hình. Chú ý, xe máy phía trước và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách, khi về trước xe máy vừa khuất cạnh phải màn hình. tình huống 87 chương 5 nhớ điểm căn là khi góc tường rào vừa chạm cột A. Chú ý, góc tường rào màu vàng phía trước và cột A. Nhấn phím cách khi góc tường rào vừa chạm cột A. Tình huống 89, chương 5 Nhớ điểm căng là khi chân kính trắng gió vừa che khuất gờ giảm tốc Chú ý, gờ giảm tốc đầu tiên và chân kính trắng gió của xe Nhấn phím cách khi chân kính trắng gió vừa che khuất gờ giảm tốc Tình huống 96, chương 6 Nhớ điểm căng là khi xe con màu xám ngược chiều vừa khuất gương chiếu hậu. Chú ý, xe con màu xám phía trước và gương chiếu hậu của xe. Nhấn phím cách khi xe con màu xám vừa khuất gương chiếu hậu. Tình huống 97, chương 6 Câu 97 là một tình huống rất khó Các bạn hãy theo dõi thật kỹ nhé Nhớ điểm căng là Khi thấy hình gương lồi di chuyển qua 2 phần 3 gương chiếu hậu Chú ý, hình gương lồi phản chiếu Xuất hiện trong gương chiếu hậu Và di chuyển sang trái Nhấn phím cách Khi hình gương lồi di chuyển qua 2 phần 3 gương chiếu hậu Tình huống 98, chương 6 Nhớ điểm căng là khi cành lá đầu tiên của lùm cây vừa chạm cột A. Chú ý, cành lá đầu tiên của lùm cây cuối cùng đứng trước gương lồi và cột A. Nhấn phím cách khi cành lá đầu tiên của lùm cây vừa chạm cột A. tình huống 100, chương 6. Nhớ điểm căn là khi gian nhà cuối cùng vừa khuất cạnh phải màn hình. Chú ý, gian nhà cuối cùng của dãy phố bên phải và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi gian nhà cuối cùng vừa khuất cạnh phải màn hình. Tình huống 101, chương 6 Nhớ điểm căng là khi vạch trắng lề đường đầu làng đi bộ, vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, vạch trắng lề đường ở đầu vạch làng đi bộ và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách, khi vạch trắng lề đường đầu làng đi bộ, vừa chạm cạnh phải màn hình. Nhận diện tình huống 106, nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế, bạn sẽ gặp hai biển báo. Bỏ qua biển báo thứ nhất. Điểm căng là khi biển báo thứ hai sắp khuất cạnh phải màn hình. Chú ý, biển báo thứ hai và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi cột trắng đỏ biển báo thứ hai vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 107, chương 6, nhớ điểm căn là khi bức tường nhà xanh nhạt sắp khuất vào cột A. Chú ý, bức tường nhà màu xanh nhạt, cạnh nhà có lầu và cột A. Nhấn phím cách, khi bức tường nhà xanh nhạt sắp khuất vào cột A. Tình huống 108, đường công, cây cối che khuất tầm nhìn, xe ben màu vàng xuất hiện nhanh và bất ngờ. Nếu bạn chọn điểm căng là đầu xe ben màu vàng, sẽ rất khó để đạt điểm 5. Vì vậy, các bạn hãy chọn điểm căng theo hướng dẫn của mình nhé. Nhớ điểm căng là khi vệt đen trên vách núi, khuất sau gương chiếu hậu. Chú ý, tại thời điểm biển báo sắp khuất cạnh phải màn hình, bạn sẽ nhìn thấy một vệt đen ở vách núi phía trước. nhấn phím cách khi vệt đen này khuất sau gương chiếu hậu. Tình huống 109, chương 6. Nhớ điểm căng là, khi vạch đầu gờ giảm tốc, vừa chạm vô lăng xe. Chú ý, gờ giảm tốc phía trước và vô lăng xe. Nhấn phím cách khi vạch đầu gờ giảm tốc vừa chạm vô lăng xe. Tình huống 110, chương 6. Nhớ điểm căng là khi biển báo vừa chạm cạnh phải màn hình chú ý, biển báo phía trước và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi biển báo vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 111 chương 6, nhớ điểm căng là khi gốc phải gờ giảm tốc vừa chạm gốc kính chắn gió <laughs> chú ý gờ giảm tốc phía trước và gốc dưới kính chắn gió của xe nhấn phím cách khi gốc phải gờ giảm tốc vừa chạm gốc kính chắn gió Tình huống 112, chương 6 Nhớ điểm căng là khi vạch trắng lề đường, sắp đến gốc dưới kính chắn gió. Chú ý, vạch trắng lề đường và gốc dưới kính chắn gió của xe. Nhấn phím cách khi vạch trắng lề đường, sắp đến gốc dưới kính chắn gió. Tình huống 113, chương 6. Nhớ điểm căng là khi đầu xe bán tải vừa chạm đầu vạch trắng làng đi bộ. Chú ý, vạch làng đi bộ ngoài cùng bên phải và đầu xe bán tải. Nhấn phím cách khi đầu xe bán tải vừa chạm đầu vạch trắng làng đi bộ. Tình huống 115, chương 6, nhận diện cảnh quan để tránh nhầm lẫn giữa hai tình huống 115 và 117. Đây là tình huống 115, cảnh buổi chiều tối, xe sáng đèn, xe ngược chiều màu đỏ. Nhớ điểm căng là khi thân cây khuất vào tay cầm ở cột A. Chú ý, thân cây phía trước và tay cầm ở cột A. Nhấn phím cách khi thân cây khuất vào tay cầm ở cột A. Tình huống 116, chương 6 Nhớ điểm căng là khi gốc của bụi cây sắp chạm đỉnh táp lô xe. Chú ý, bụi cây phía sau biển báo và đỉnh táp lô xe. Nhấn phím cách khi gốc của bụi cây sắp chạm đỉnh táp lô xe. Tình huống 117, chương 6 Nhận diện cảnh quan để tránh nhầm lẫn giữa hai tình huống 117 và 115 Đây là tình huống 117 Cảnh buổi sáng, xe không sáng đèn, xe ngược chiều màu vàng Nhớ điểm căng là khi biển báo vừa khuất cạnh phải màn hình Chú ý, biển báo phía trước và cạnh phải màn hình Nhấn phím cách khi biển báo vừa khuất cạnh phải màn hình chúng ta vừa thực hành xong 60 tình huống khó trong bộ đề thi 120 tình huống mô phỏng lái xe. Trường hợp có bạn nào cần hình ảnh tham khảo để ôn luyện trên điện thoại hoặc có ý kiến, góp ý thì để lại ở phần bình luận bên dưới video hoặc qua liên kết Facebook cá nhân ở góc dưới bên phải ảnh bị kênh YouTube Len Ken nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.